Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ không từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng, cho dù mới đây ông đã có màn tranh luận không mấy thành công trước ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Trả lời phỏng vấn của báo giới, bà Karin jean pierre người phát ngôn Nhà Trắng, cho biết Tổng thống Biden hoàn toàn không có ý định từ bỏ cuộc đua và ông sẽ tiếp tục tập trung cho chiến dịch tranh cử của mình. Trong khi đó, theo kết quả thăm dò mới nhất của hãng Ipsos, sự ủng hộ của cử tri đối với Tổng thống Biden trong tuần này đã bất ngờ gia tăng lên bằng với mức của cựu Tổng thống Trump một dấu hiệu cho thấy cuộc đua tranh cử sẽ ngày càng gai cấn bất chấp màn tranh luận mờ nhạt mới đây của ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Trong cuộc thăm dò này, cả hai ứng cử viên cùng nhận được 40% số phiếu ủng hộ của cử tri, trong khi tỷ lệ này trước đó là 39% và 41%, nghiêng về ông Trump. Tuy nhiên, theo đặc thù của hệ thống bầu cử Mỹ, lá phiếu của cử tri chỉ thể hiện mức độ ủng hộ của người dân dành cho các ứng cử viên, còn yếu tố quyết định ai sẽ là người chiến thắng lại nằm trong tay của các bang chiến trường. Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết các thống đốc bang thuộc Đảng Dân chủ đã khẳng định sự ủng hộ đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden, động thái diễn ra trong bối cảnh đang có một số lời kêu gọi đương kim Tổng thống Mỹ rút khỏi cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Trong một tuyên bố, thống đốc bang Minnesota Tim Walz nhấn mạnh, Tổng thống Biden vẫn đủ sức khỏe để đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ Mỹ. Trong khi đó, thống đốc bang New York Kathy Hochul cho biết, các thống đốc của Đảng Dân Chủ đã cam kết ủng hộ Tổng thống Biden trong cuộc họp diễn ra trước đó cùng ngày. Tại đây, toàn bộ hơn 20 thống đốc tham dự trực tiếp và trực tuyến đều tái cam kết sẽ ủng hộ và hỗ trợ Tổng thống Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới những tuyên bố mới nhất của các thống đốc dân chủ được xem là một phần trong nỗ lực của nhà trắng và tổng thống Biden nhằm ngăn chặn tình trạng mất ổn định sau màn tranh luận có phần mất điểm của ông trước đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng hòa. Trước đó cùng ngày tổng thống Biden cũng đã tuyên bố sẽ không từ bỏ cuộc đua vào nhà trắng. Một trong những tuyên bố chắc chắn được đông đảo cử tri Mỹ quan tâm là tình hình kinh tế của nước này. Tuy nhiên theo các số liệu do Viện quản lý cung ứng công bố ngày hôm qua, nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đón nhận cùng lúc nhiều tín hiệu kém khả quan từ thị trường việc làm lĩnh vực dịch vụ đến sản xuất, cho thấy kinh tế Mỹ dường như đã bị mất đà vào cuối quý 2. Cụ thể, chỉ số nhà quản trị mua hàng trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ giảm xuống 48,8 trong tháng 6, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020. Đây là lần thứ hai trong năm nay, chỉ số này giảm xuống dưới ngưỡng 50, cho thấy lĩnh vực dịch vụ đang bị thu hẹp. Trong lĩnh vực sản xuất vốn chiếm 10% kinh tế Mỹ, số liệu của Bộ Thương mại cũng cho thấy số lượng đơn đặt hàng mới đã bất ngờ giảm 0,5% trong tháng 5, sau khi tăng 0,4% trong tháng 4. Chỉ tiêu của các doanh nghiệp cho thiết bị cũng yếu hơn so với ước tính ban đầu. Trong khi đó, thâm hụt thương mại tăng 0,8% trong tháng 5 lên 75,1 tỷ đô la Mỹ do xuất khẩu yếu, một dấu hiệu cho thấy thương mại có thể vẫn là lực cản đối với tăng trưởng kinh tế trong quý 2. Theo một báo cáo khác từ Hiệp hội Ngân hàng cho vay thế chấp, lãi suất thế chấp của Mỹ đang tăng trở lại mức trên 7% vào tuần trước, khiến số đơn đăng ký vay mua nhà giảm. Lãi suất thế chấp tăng trở lại trong khi lãi suất cơ bản chưa giảm sẽ tiếp tục kéo giảm nhu cầu tại Mỹ. Theo ước tính, tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể đạt 2% trong quý 2 sau khi tăng 1,4% trong quý 1. Giới chức bang California của Mỹ cho biết các đám cháy rừng tại khu vực phía bắc bang này đã tiếp tục lan rộng và buộc gần 30.000 người phải sơ tán để đảm bảo an toàn. Tính đến nay, khoảng 28.000 người đã được lệnh sơ tán do đám cháy rừng có tên gọi Sơn bùng phát từ hôm mùng 2 tháng 7 ở hạt Butte đang lan rộng. Hiện diện tích đám cháy đã lên tới hơn 10,6 km vuông và lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể khống chế được ngọn lửa. Trong khi đó, đám cháy rừng khác có tên Basin đã thiêu dụi 56 km vuông tại rừng quốc gia Sierra ở phía đông hạt Fresno sau khi bùng phát từ cuối tháng trước. Hiện lực lượng cứu hỏa mới chỉ khống chế được 26% diện tích đám cháy này. Tính đến sáng ngày 3 tháng 7, đã có gần 3.000 vụ cháy rừng ở California, thiêu dụi tổng cộng 565 km vuông. Chính quyền bang California đã ban bố cảnh báo đỏ về nguy cơ hỏa hoạn do thời tiết. Nhiều nơi cũng ban bố tình trạng khẩn cấp và thiết lập các trung tâm cho người dân đến sơ tán. Dự báo nắng nóng ở California sẽ lan từ Bắc xuống Nam trong tuần này. Chính quyền thủ phủ Sarah Mento đã ban bố cảnh báo nắng nóng cực độ cho tới tối ngày 7 tháng 7 do mức nhiệt có thể lên tới 46 độ C. Biến đổi khí hậu đang dẫn đến sự kết hợp nguy hiểm giữa nắng nóng khắc nghiệt và hạn hán kéo dài. Cảnh báo nước Mỹ đang tụt lại phía sau trong việc ứng phó với số vụ cháy rừng kỷ lục có nguy cơ bùng phát. Hơn 150 triệu người ở ít nhất 22 tiểu bang tại một số vùng Trung Nam và Tây của nước Mỹ đang phải chịu cảnh báo nắng nóng cơ quan thời tiết tại San Francisco cho biết đợt nắng nóng này cực kỳ nguy hiểm và nguy cơ tử vong tăng cao, đồng thời cảnh báo đây là một hiện tượng có độ lớn, cường độ và thời gian kéo dài kể từ 18 năm qua ở các khu vực trên nước Mỹ. Nắng nóng bắt đầu từ hôm thứ Ba ở nhiều nơi tại miền Tây, nơi nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao trong ngày đã được thiết lập hoặc phá vỡ. Hầu hết California bên ngoài bờ biển lân cận đều nằm trong cảnh báo nhiệt độ quá cao. Nhiệt độ cao có thể từ 33 độ C trở lên đến 46 độ C. Las Vegas có thể chứng kiến nhiệt độ cao cả tuần trên 44 độ C, kỷ lục hiện tại là 10 ngày liên tiếp được thiết lập vào năm ngoái. Thung lũng chết có thể chứng kiến nhiệt độ cao ở mức hoặc trên 49 độ cả tuần. Nhiệt độ dự kiến sẽ lan đến vùng Tây Bắc là một số khu vực của Arizona bao gồm Phoenix vào cuối tuần, nơi nhiệt độ dự kiến lên tới 44 độ C, một số khu vực của Arinoza có nhiệt độ cao.